tiên thiên chi linh, nghe ta chỉ dẫn, đấu la chi hồn, đúc thành cấn cơ. Huyết tiết sục sôi, âm thanh vang vọng bên trên không trung, thông biên thông đáo. Hắn ngồi xuống mầm mầm tròn đá như trước là như thái dương lóng lánh. Một đạo quang kim sắc vầng sáng vây quanh thân thể của hắn bay lên trên không. Huyết nhị theo sát lấy, cao giọng hét lên: Thủy chi linh, nghe ta chỉ dẫn, đấu la chi hồn, đúc thành căn cơ. Huyết tam cũng nói: Hỏa chi linh, nghe ta chỉ dẫn, đấu la chi hồn, đúc thành căn cơ. Huyết bốn liền nói: Thổ chi linh, nghe ta chỉ dẫn, đấu la chi hồn, đúc thành căn cơ. Huyết ngũ liền nói: Phong chi linh. Huyết lục nói: Quang minh chi linh. Huyết thất nói: Hắc ám chi linh. Huyết bát nói: Thời gian chi linh. Huyết cửu nói: Không gian chi linh. Tại chín tiếng thần chú này ngâm sướng bên trong, chín vòng tròn phân biệt long lanh ánh sáng sắc bén đồng thời. Nước là màu lam, hỏa là màu đỏ, gió là màu xanh, đất là màu vàng, quang minh là màu trắng, bóng tối là màu đen. Kỳ dị nhất chính là thời gian cùng với không gian. Thời gian biến hóa thất thường màu vàng, không gian là mờ mịt ba động màu bạc. Chín loại đại tự nhiên, tiên thiên chi linh, tại chín thì huyết thần dùng bản thân máu tươi này vì dẫn đạo, kích phát ra giới thần pháp trận, triệt để lỡ số. Huyết thần đại trận này chính là lúc trước chín vị đại năng liên thủ sáng tạo, phong ấn cũng không phải tựa vào chín người bọn hắn mà lực lượng mà hình thành, mà là dùng bọn hắn kiểu lực lượng của người ta vì dẫn đạo, thông qua cực kỳ phức tạp ký hiệu, dẫn đến trên đấu la đại lục chín loại bản nguyên linh khí hội tú, đúc thành phong ấn, lợi dụng là đấu la đại lục vị diện này đối với vị thế thế giới này, vị diện bài xích nguyên lý, cho nên có thể thời gian dài như vậy, một mực ngăn trở thông nguyên vị diện đến. Mà khi đó thông nguyên vị diện đại lăng, tại trong ấn sắp hoàn toàn thời điểm đó, đem hết toàn lực, cuối cùng là tài phong ấn chung quanh để lại cho một ít nhỏ nhỏ khe hở, là để cho một ít thông thường thông nguyên sinh vật có thể hé qua, không đến mức là bị phong ấn giết chết. Này chính là 36 đầu lối đi nhỏ đi lý do. Bằng không mà nói, lúc chưa phong ấn lớn như hoàn mỹ thành công, thông nguyên vị diện lúc này liền đem bị triệt để đã trở cách trở. Huyết thần xanh tồn tại, điểm trọng yếu nhất hay là lại nhất thời khắc nguy cấp, phục chế lúc trước chín vị đời trước đại năng, dẫn đạo chín loại tiên thiên linh khí hộ tụ phong ấn, đem phong ấn khí tức này kích phát đến đạt nhất trình độ. Tuy rằng lúc này chín vị huyết thần cũng ban đầu chính là vị diện tiên bối so sánh, lực lượng có chênh lệch, nhưng đừng quên rằng 6.000 năm trước, đấu khải của hồn sư dưới còn không có hoàn toàn thành hình, mà bây giờ chín đạo huyết thần đều có đấu khải phụ trợ, coi như là không thể là mỗi một vị đều đạt tới cực hạn đấu là như vậy cấp độ, tọa trấn trung ương huyết nhất, thậm chí càng vượt qua ban đầu tiền bối. Một người hắn lực lượng liền hoàn thành cả trận pháp 1/3 thúc dục, những người khác bằng vào đấu khải phụ trợ cũng có thể lưng cao tu vi đến siêu cấp đấu là cấp độ. Trên bầu trời u ám, đám mây dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa, các loại màu sắc vầng sáng như trước có như không nổi lên trên. Tại trường huyện vân bực này, cực hạn đấu la tầng thứ trong mắt cường giả, hắn tinh thần lực lượng có thể rõ ràng cảm thụ được. Đến trong không khí lồng lạc kia, cái loại thuộc tính nguyên tố phân tử đang tại pháp trận dưới sự dẫn đường nhanh chóng ngừng tụ. Những thứ này tiên thiên chi linh đều đã đấu la đại lục quy luật, cũng không chỉ là nghi ngờ, cũng có thể cảm nhận được đến từ chính dị thế giới vị diện xâm nhập. Tại pháp trận phía dưới sự dẫn đường, không giữ lại chút nào lựa chọn thủ hộ của chính mình. Chín thải quang mang chóng mặt bao trùm, giống như cái lồng ánh sáng khổng lồ trôi lùi tại bên trên thông miền thông đạo địa phương. Kiểu sắc quang mang phân biệt rót vào trong đến bên người của chín vị huyết thần kia, lại thông qua thân thể của bọn họ dẫn đạo rót vào pháp trận. Trên trận pháp màu vàng, đường vân lập tức hào quang bùng cháy, phía dưới bị phá ra khe hở nhanh chóng dừng lại, không kinh nào lửa tiếp tục lát nữa đi, thậm chí còn có một muốn dị hợp mùi vị. Bên kia thông miền vị diện bên trong, một vị vương giả thân thể lổ tung lò rộ thần túy nhất vực sầu năng lượng, những thứ này vực sầu năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào trong thông đạo, giống như từng cái quái thú lôi xé khe hở, đem càng nhiều nước vực sầu năng lực rót vào ở đây. Cái này đã không chỉ là hai cái chủng tộc tranh giành, càng là hai cá thể vị diện quy luật tranh giành. Chói ta tiếng xì xì âm thanh không ngừng ở trong rỗ sổ trong thông miền thông đạo lố vang. Trung huyện phần lúc này giơ tay lên, phòng hộ cháo chuẩn bị, sóng chấn động chuẩn bị, tất cả nhân viên tiến vào trong trạng thái. Chín vị huyết thần tuy rằng ổn định lại phong ấn, nhưng mà thông miền vị diện nếu như không tiếc giá nào tưởng muốn đem phong ấn này phá vỡ, như vậy bọn hắn sắp sửa ngành tiếp, tất nhiên là sẽ trước nay chưa từng có một cuộc cực kỳ lớn thông nguyên triều tịch. Đám cường giả của huyết thần quân đoàn lúc này đã nhào nhào tụ tập sau lưng của trường huyện vân, không tính chín vị huyết thần, hồn sư huyết thần quân đoàn ở bên trong cũng có vượt qua 10 vị phong hào đấu la cấp bậc tồn tại. Lúc này nguyên một đám tất cả đều đang mặc tam tự đấu khải, lặng lặng cùng đợi trận đại chiến này diễn. Ngay tại lúc này, thông nguyên vị diện ở chỗ sâu bên trong,
Thánh quân, giá quá lớn, khe hở đã mở, nhưng tên nhân loại kia bên cạnh không biết dùng phương pháp gì, khiến cho phong ấn đó trở nên càng thêm vững chắc. Chúng ta rất khó tiến lên trên, 10 vị vương giả hy sinh chỉ sợ không đủ, chúng ta có phải hay không? Im ngay, 10 cái không được, liền 15 cái, 15 cái không được, liền 20 cái, không có khả năng làm cho nhân loại khôi phục nguyên khí cơ hội. Ta đã cảm giác được, thế giới loài người quy luật bên trong, chính là có một loại có thể triệt để bị diệt chúng ta cả cái vị diện lực lượng tại sinh ra. Lần này, rất có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta, không có khả năng làm cho nhân loại sức mạnh kia cơ hội trưởng thành. Vâng, Thánh Quân. Đúng lúc này, thông minh vị diện lại một lần nữa kịch liệt chấn động đứng lên trên. Trong lúc nhất thời, quy luật hỗn loạn, vô số nhỏ yếu thông minh sinh vật tại chỗ ở vị diện ở trong vỡ vụn, huyết màu lóng lánh, hung ác ngang ngược, chi khí, lập tức bộc phát ra, là để cho cái này bạo loạn thông minh vị diện thoáng bình phục trở lại vài phần. Nghĩ hoàng cũng xong rồi, vị diện chi chủng của nó cũng đã biến mất rồi. Hiện tại các người minh bạch, vì cái gì ta muốn ở thời điểm này cùng với nhân loại quyết tử một chiến chứ? Sẽ không xa sức mạnh liều mạng, tương lai không lâu rất có thể không phải là chúng ta xâm chiếm nhân loại thế giới, mà là nhân loại thế giới đem chúng ta triệt để hủy diệt. Rít cao trầm thấp ở trong tiếng, khí tức của thánh quân bỗng nhiên lan tràn ra bên ngoài, một luồng ánh sáng màu đỏ như máu xuyên thấu vô số tầng cách trở, hung hăng đánh vào trong vạn nghìn kim sắc phù vân tạo thành thông đạo phong ấn phía trên. Uỳnh một tiếng, chấn thủ phong ấn chín vị huyết thần không hoàn toàn kịch chấn, tu vi yếu nhất ba người càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Huyết nhất biến sắc, tay phải lúc này điểm ra một cái vào hư không, ba thanh vô tình kiếm bắn ra nhanh như điện, phân biệt trao lơ lửng ở huyết thất, huyết bát, huyết cứu hướng trên đỉnh đầu, giúp cho bọn hắn chấn áp dưới những người phong ấn. Lúc này huyết cứu trong lòng tràn đầy may mắn, bởi vì bại bảy đường vũ lân trong quá khứ thời gian một tháng bên trong, hắn có thể nói là đem hết tệ toàn bộ lực lượng đang tu luyện, cuối cùng là có tiến bộ không ít, đã liên tu vi đều tăng lên trên nhất cấp. Phần này trải qua để cho hắn vài giờ phút này trấn thủ phong ấn trong quá trình tương đối liền nhẹ nhõm một chút, thay đổi lúc trước chỉ sợ mới vừa rồi sẽ không chỉ là phun ra một ngụm máu tươi đơn giản như vậy. Cái kia kịch liệt trong lỗ vàng nguyên bản đã bắt đầu dị hợp phong ấn khe hở một lần nữa nở rộ, từng cỡ một đậm đà khí lưu màu đen chen chúc mà ra, nhưng khí lưu này bắt đầu ngưng tụ thành hình, hóa thân thành không thể đếm hết sinh vật thâm nguyên, điên cuồng hướng thông đạo lối đi ra dâng lên trên. Mà ở ít thâm nguyên sinh vật này bên trong, ít nhất vượt qua 5 vị thâm nguyên vương giả lại xuất hiện. Trong đó, tọa trấn trung ương một thâm nguyên vương giả, nhìn qua vẻ má cùng loại với nữ tử không có gì khác biệt, toàn thân bao trùm lấy màu đen bí trắng, sau lưng hai cánh màu đen mở ra, tướng mạo cực kỳ đẹp, mái tóc dài màu đen như lá mâm tròn bình thường ở sơ bộ trong ót triển khai, trong hai tròng mắt tràn đầy trói tài hàn ý. Tại cô ấy là cặp mắt băng lãnh bên trong, dường như có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới một dạng, tay phải hướng lối đi ra bên ngoài chỉ một cái, lập tức thì là có vạn nghìn thâm nguyên sinh vật chen chúc mà ra. Hắc đế, Trung Huyễn Vân lúc này biến sắc, ngay lập tức sẽ nhận ra vị này. Cùng với thông minh vị diện thủ vượt qua 6.000 năm, huyết thần quân đoàn đối với tư liệu của thông minh sinh vật tự nhiên là vô cùng đầy đủ. Cho dù đám thông minh vương giả tại mỗi một lần thông minh triều tịch đều chỉ có thể làm ra cách rãnh tay, không cách nào bản thể hàng lâm, nhưng vào rất nhiều thời điểm cũng có hình chiếu xuất hiện. Thông qua những thứ này hình chiếu, nhân loại cho đám thông minh vương giả lối lên trên rất nhiều. 108 tầng vực sâu thâm biên vương giả chỉ là có hơn một nửa nhân loại đã gặp qua, mà trước mắt vị hắc đế này chính là xếp hạng trước 10 thâm biên vương giả ở bên trong, xuất hiện qua tối đa số lần một vị, làng tại vực sâu tầng thứ 9, chính là vực sâu xếp hạng thứ 9 đế giả, chỉ có trước mặt nhất 10 tầng mới có xưng đế tư cách, ở trong vực sâu có địa vị siêu nhiên. Hắc đế chính là hắc hoàng nhất tộc chi chủ, có được lấy bản thần tầng thứ khủng bố thế lực, đủ để cùng với nhân loại cực hạn đấu la, mặc tứ tự đấu khải sư so sánh, thực lực cực kỳ mạnh, cho dù là hình chiếu đều từng đó cho nhân loại thế giới mang đã tới rất nhiều phiền toái. Lần này thông minh vị diện không tiếc hết thảy lợi dụng ra trước khe hở này, đem phong ấn mở ra, đầu tiên xuất hiện đấy dĩ nhiên là vị hắc đế này bản thể, bởi như vậy có thể thấy được, thông minh vị diện lần này là biết bao nhiêu kiên quyết rồi. Hắc đế giống như là nghe hiểu lời của Trương Huyễn Vân, ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Trương Huyễn Vân chỉ là cảm thấy hai con người như là kim đâm. Tuy rằng hắn cũng tầng thăng cấp đến cực hạn đấu la trước mặt, nhưng hắn vẫn là mới vừa mới tiến vào không lâu. Ở trên tu vi này, hay là muốn so với vô tình đấu la cùng với hắc đế cùng tầng thứ này tồn tại cũng thua kém một chút. Thông minh vị diện thậm chí ngay cả hắc đế bản thể đều có thể chuyển đưa tới. Như vậy, mặt các đế vương cấp thông minh vương giả, nếu như cũng bị chuyển tống đến bên này,
cái kia thật sự là không cách nào đối kháng. May mắn, tại đây một nhóm lớn thâm minh sinh vật bị truyền tống về sau, cái khe lướt kia ở trong phòng ấn, chống đỡ khi họ thâm minh năng lực rõ ràng giảm bớt vài phần, tại huyết thần đại trận phía dưới áp chế, lần nữa là rất nhiều, rất hiển nhiên, trong lúc nhất thời không có khả năng nghịch chuyển ra, chuyển đến thiện đường nhiều cường giả như vậy mà đến đây. Năm vị vực sâu đế vương không có ngày đầu tiên xuất kích, mà là dùng hắc đế làm trung tâm, treo lơ lửng ở trong thông đạo chỗ sâu trong đó, nhìn ra bên ngoài. Không mấy thông minh vị diện sinh vật lúc này, giống như giếng phun một dạng điên cuồng hướng ra phía bên ngoài phát động công kích. Trong lúc nhất thời, phòng ngự lập tức có căng thẳng mùi vị. May mắn tại huyết thần doanh chín đại huyết thần này liên thủ dưới tình huống, thông đạo phong ấn tạm thời ổn định trở lại. Nếu không nếu như đến tiếp theo sau đó, có đại lực lượng thông minh vương giả lao tới, đó mới thật sự là càng kinh khủng hơn tai nạn. Hòa lực lượng tập lập tức trở lên dày đặc ra tiếng lổ vang, là để cho cả trong thâm miên thông đạo bộ phận này đã hóa thân thành một mảnh cơn bão năng lượng hải dương. Chết đi thâm miên sinh vật hóa thân thành lồng lặc thâm miên năng lượng. Ngực trùng kích phong ấn, sau này thâm miên sinh vật tức thì tiếp tục điên cuồng công kích. Không hề nghi ngờ, 6.000 năm qua, loài người hồn đạo khoa học kỹ thuật lúc này một mực đang kéo dài tiến bộ. Giống như 6.000 năm trước, người đến trà chỉ có kiểu cấp đinh trang hồn bảo đạn pháo, mà bây giờ cao nhất như trước đã có thập nhị cấp đinh trang hồn bảo đạn pháo. Liên sử lại các học viện như trước, nhân vật mạnh mẽ nhất đều có thể hủy diệt. 6.000 năm qua, loài người khoa học kỹ thuật đã so với lúc trước cường thịnh quá nhiều. Cho dù huyết thần quân đoàn cũng không tạo liên bang quân bộ danh sách bên trong, nhưng mà liên bang hội nghị cho dù là như thế nào dày vò,